Ông Medvedev cho rằng có khả năng một số bang Mỹ sẽ ly khai, đồng thời bày tỏ ủng hộ Texas nếu bang này quyết định độc lập. Một trận chiến hủy diệt giữa tầng lớp tinh hoa chính trị Mỹ và các nhóm kinh tế có thể dẫn đến việc một số bang tách ra. Kịch bản như vậy rõ ràng có thể xảy ra. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 25 tháng 4 cho hay. Theo ông, một số bang Mỹ đã khoe về sự độc lập của họ trong các vấn đề rất nhạy cảm, như quyền áp dụng án tử hình với tội phạm và các vấn đề kinh tế. California và Texas đã yêu cầu được đi theo con đường riêng. Cho đến gần đây, kịch bản như vậy bị coi là vô lý hoặc rất kỳ lạ, ông Medvedev nói. Tuy nhiên, Texas đã đặt nền móng tổ chức trưng cầu dân ý, khi đảng viên Cộng hòa trong bang soạn thảo dự luật về nền độc lập Texas, dự luật tự tổ chức trưng cầu dân ý. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói rằng các dự luật mới đã xuất hiện trong năm nay, vì vậy những điều thú vị nhất ở Mỹ chỉ mới bắt đầu. Tôi không biết tất cả các bạn cảm thấy thế nào, nhưng cá nhân tôi sẽ ủng hộ Texas và chúng ta sẽ xem họ có thể đưa ra giải pháp thú vị gì, Medvedev lưu ý. Ông cũng cho rằng thế giới đang chứng kiến sự suy thoái ngày càng trầm trọng của giới tinh hoa chính trị Mỹ, khi quyền lực thực sự rơi vào tay chính quyền ngầm. Dù bề ngoài được điều hành bởi những người không chuyên rất biết thuyết phục nhưng hoàn toàn vô dụng. Theo Medvedev, với logic đó, tỷ phú Elon Musk có cơ hội thắng áp đảo nếu ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, thực tế Musk không thể tranh cử tổng thống vì được sinh ra ở Nam Phi, không phải ở Mỹ. Phía Mỹ hiện chưa phản hồi phát biểu này của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Texas từng một lần tách khỏi liên bang. Sau khi trở thành một bang vào năm 1845, Texas tách khỏi Mỹ và tham gia vào Liên minh miền Nam năm 1861. Sau cuộc nội chiến và tái thiết, Texas quay trở lại liên bang vào năm 1870. Vào năm 2020, nhà lập pháp Cộng hòa ở Nghị viện Texas Kai Biderman đề xuất tách khỏi Mỹ với lý do chính quyền liên bang không còn đại diện cho các giá trị của người dân bang này. Vào đầu năm 2021, ông Biderman soạn thảo dự luật trưng cầu dân ý về ly khai nhưng nó chưa bao giờ được đem ra thảo luận hay bỏ phiếu. Ngày 6 tháng 3, nhà lập pháp Nghị viện Texas Brian Slaton đưa ra phiên bản mới của dự luật nêu trên và nó cũng chưa được đem ra bỏ phiếu. Slaton đã soạn thảo nhiều đề xuất gây tranh cãi như áp hình phạt tử hình đối với các bà mẹ phá thai hay hình sự hóa việc phẫu thuật chuyển giới cho trẻ vị thành niên. Ông Medvedev thường xuyên chỉ trích phương Tây trên mạng xã hội. Cựu Tổng thống Nga hôm 25 tháng 4 đăng bài trên Telegram nói rằng ông Biden quá già yếu để tái tranh cử sau khi lãnh đạo 80 tuổi tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm tới. Tháng 12 năm ngoái, ông Medvedev cũng đưa ra những giả thuyết tương lai rằng Mỹ sẽ xảy ra nội chiến, hai bang California, Texas trở thành những quốc gia độc lập và Elon Musk lên làm tổng thống. Tỷ phú Musk sau đó bình luận rằng đây là những dự đoán ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.